Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, gặp thời đổi giận, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nhất dùng, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong hành trình của cuộc đời, mỗi người chúng ta đều mong muốn có được sự nghiệp thịnh vượng và hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng thực tế có khi lại khắc nghiệt hơn, phải không nào? Khi nhìn lại những tháng đầu năm 2024 vừa qua, có những con giáp phải đối mặt với vận trình công danh trắc trở, làm ăn thua lỗ, còn có những người lại phất lên như diều gặp gió, tài lộc dồi dào. Trong khi một số người phải vật lộn với nợ nần, thì những người khác lại nỗ lực không ngừng, nhưng dường như vận may vẫn chưa chịu mỉm cười với họ, nên vẫn còn nhiều gian truân trắc trở, khổ cực trăm bề. Giàu có và hạnh phúc là điều mà ai cũng khao khát, nhưng đó không phải là điều dễ dàng có được. Và trong thời điểm chuyển giao này, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ có những bước ngoặt nào, những cơ hội nào đang chờ đón quý vị? Hãy cùng chúng tôi khám phá tử vi trong thời gian tới, khi mà những phúc tinh đang chiếu rọi và mang đến những lộc trời hiếm hoi cho những ai biết nắm bắt. Có thể nói, đây là thời điểm mà thần tài gõ cửa và cơ hội giàu có đang nằm trong tầm tay quý vị. Vậy, những tín hiệu nào từ tử vi sẽ giúp quý vị vượt qua thử thách và gặt hái thành công trong tương lai gần? Hãy theo dõi video dưới đây để khám phá những điều thú vị và bí mật về con đường tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đừng bỏ lỡ nhé, vì những điều tuyệt vời đang chờ đón quý vị. Thần tài chỉ điểm. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nhất dùng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025. Quý vị thân mến, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là những người có tính cách rất đặc biệt, mang trong mình sức mạnh và sự quyết đoán của dòng biểu tượng cho quyền lực và sự thịnh vượng. Những người thuộc tuổi này thường có những nét nổi bật như tự tin và mạnh mẽ. Người tuổi Bính Thìn thường rất tự tin vào khả năng của bản thân, họ không ngại đối mặt với khó khăn và thử thách, và thường xuyên thể hiện sự dũng cảm trong công việc cũng như trong cuộc sống cá nhân. Với bản lĩnh kiên cường, họ dễ dàng thu hút sự chú ý và tôn trọng từ người khác. Năng động và sáng tạo, với óc sáng tạo phong phú, những người tuổi Bính Thìn luôn tìm kiếm những cách thức mới mẻ để giải quyết vấn đề. Họ không chỉ là những người làm việc chăm chỉ, mà còn biết cách làm cho công việc trở nên thú vị hơn. Điều này giúp họ nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế hoặc kinh doanh. Cương quyết và quyết đoán, khi đã đặt ra mục tiêu, tuổi Bính Thìn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ có xu hướng rất cương quyết và quyết đoán trong mọi hành động. Chính vì vậy, đôi khi họ có thể trở nên quá cứng nhắc và khó chấp nhận ý kiến của người khác. Trung thành và có trách nhiệm. Trong các mối quan hệ, những người tuổi Bính Thìn rất trung thành và có trách nhiệm. Họ coi trọng tình bạn và gia đình, luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ người thân trong mọi hoàn cảnh. Ảnh hưởng của hạn tuổi trực thái tuế trong năm 2024. Tuy nhiên, trong năm 2024 này, tuổi Bính Thìn sẽ phải chịu ảnh hưởng của hạn tuổi trực thái tuế. Hạn này có thể mang đến một số thách thức và khó khăn nhất định. Khó khăn trong công việc, những người tuổi Bính Thìn có thể phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc, sự cạnh tranh có thể gia tăng và có thể xuất hiện những rắc rối không mong muốn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng với bản tính kiên cường và quyết tâm, quý vị hoàn toàn có thể vượt qua mọi thử thách. Thận trọng trong tài chính. Trong năm này,
việc quản lý tài chính sẽ cần được chú ý hơn bao giờ hết. Áp lực tài chính có thể gia tăng, vì vậy, quý vị nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và hạn chế những khoản đầu tư mạo hiểm. Sức khỏe cần được chú ý, hạn tuổi trực thái tuế cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Quý vị nên dành thời gian chăm sóc bản thân, chú ý đến chế độ ăn uống và tập thể dục để duy trì sức khỏe tốt. Tình cảm gia đình, hạn này cũng có thể gây ra những xung đột nhỏ trong gia đình. Hãy cố gắng tạo ra không khí hòa thuận bằng cách lắng nghe và thấu hiểu nhau. Những buổi họp mặt gia đình sẽ giúp xoa dịu mọi căng thẳng. Cuối cùng, quý vị hãy nhớ rằng, dù phải đối mặt với những thử thách, sự kiên nhẫn và bản lĩnh của tuổi Bính Thìn sẽ giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, bởi sự kết nối và hợp tác sẽ là chìa khóa để thành công. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 1976. Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh Sa Trung Thổ, đất Pha Cát, khắc Dương Liễu Mộc, con nhà Huỳnh Đế, Phú Quý, xương con Rồng, tướng Tinh con Chuột, bà chúa Ngọc độ mạng. Bính Thìn số mạng tuổi này, tuổi cùng với mạng ấy là tương sanh. Số người tánh nết hiền lành, tánh thì đầm thắm thuận hòa tương lân. Mạng may có phước lộc trời, phong sương cũng lắm gian nan cũng nhiều. Số phải lập nghiệp phương xa, cửa nhà yên ổn gia môn hiệp hòa. Trung vận làm có của kho, nhưng mà hậu vận mới là hiển dinh. Số này phước lớn mới an, không thời chết huột chết oan đã rồi. Giận ai nói dữ nói nhiều, lòng không độc ác nói rồi bỏ qua. Người Trung Quốc quan niệm con rồng tượng trưng cho quyền lực. Những người sinh năm Thìn đều đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Trẻ em tuổi Thìn khá hiếu động và thích gánh vác những nhiệm vụ lớn lao. Tiềm năng của họ rất lớn, chính vì thế mà họ thích khua chiêng gõ trống và hành sự một cách rầm rộ. Tính cách của người Bính Thìn thay đổi nhanh chóng. Tuy nằm trong số những con giáp gặt hái được nhiều thành công trên đường đời, nhưng cũng được đánh giá là người tự cao tự đại, say mê quyền lực, ngông cuồng. Tuy vậy, tính cách của những người sinh năm 1976 khá khoan dung độ lượng. Họ lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Với họ, cuộc sống phải bao gồm nhiều sắc màu, rực rỡ. Người tuổi này thường coi mình là trung tâm của vũ trụ, hay có những suy nghĩ kỳ cục, đòi hỏi vô độ từ người khác và không thể nói lý lẽ. Cuộc đời người tuổi Bính Thìn không gặp nhiều khó khăn trong con đường công danh và sự nghiệp. Thành công có thể liên tiếp đến với họ, chính vì thế mà cuộc đời họ khá sung túc. Trong suốt cả cuộc đời, họ sẽ hưởng một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, sung sướng về vật chất, nhưng đời sống tâm hồn có nhiều lo toan suy nghĩ. Tóm lại, những người sinh vào năm Bính Thìn thì sẽ sống một cuộc sống tuy không quá cao sang quyền quý, nhưng đối với nhiều người thì đó vẫn là một cuộc sống đáng để ngưỡng mộ. Tử vi cho thấy họ là những người có phúc đức nên được hưởng cơ nghiệp lâu bền. Nói tóm lại, họ có số rất tốt, có nhiều may mắn và nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong cuộc đời. Có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp từ khi còn khá trẻ. Tuy nhiên, phải đến khi trên 30 tuổi thì các cơ hội phát triển về công danh mới đem đến cho bạn những thành công rõ nét để gây dựng sự nghiệp sau này. Tuy chỉ dừng lại ở mức độ trung bình, nhưng như thế cũng đã đủ để đem đến cho bạn một cuộc sống yên ấm, không phải lo lắng trong chuyện cơm áo gạo tiền. Gia đạo hồi nhỏ khá yên ấm, nhưng từ khi bạn bắt đầu lập gia đình thì xuất hiện thêm nhiều rối rắm. Mọi chuyện được giải quyết và thu xếp ổn thỏa từ lúc 36 tuổi trở đi. Sau thời gian này gia đạo được yên vui, thuận hòa, con cái có nhiều cơ hội để phát triển. Cuộc sống, tuổi Bính Thìn, cuộc đời đối với tiền tài và sự nghiệp đào tạo không mấy khó khăn, có thể thành công liên tục làm cho cuộc đời có nhiều sung túc đặc biệt. Không bao giờ tuổi Bính Thìn mang vào cuộc đời một cuộc sống cực khổ về thể xác, mà nếu có thì chỉ là lo nghĩ về tinh thần nhiều hơn. Tóm lại, cuộc đời của tuổi Bính Thìn không sống quá cao sang quyền quý, nhưng cũng ở vào bậc trung của cuộc sống hiện tại. Số có phúc đức và hưởng lâu bền cơ nghiệp, tuổi Bính Thìn có số tốt. Tuổi này có rất nhiều may mắn trong cuộc đời, có nhiều cơ hội phát triển được sự nghiệp. Tình duyên, về tình duyên, tuổi Bính Thìn lúc tuổi nhỏ cũng trải qua nhiều cay đắng, khổ đau nhiều về vấn đề này. Nếu không dẫm lên điều cay đắng thì cũng mang lấy nhiều sầu thương. Bính Thìn rất tốt đẹp về sự nghiệp mà không được tốt đẹp cho lắm về vấn đề tình duyên, có thay đổi đôi lần hay cũng nhiều sầu đau, tủi hận về vấn đề này. Sau đây là những tháng sanh của tuổi Bính Thìn qua sự thay đổi tình duyên trong cuộc đời. Nếu bạn sanh vào những tháng này sẽ có 3 lần thay đổi tình duyên, đó là tuổi Bính Thìn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch.
Nếu sanh vào những tháng này tuổi Bính Thìn chỉ có một chồng một vợ mà thôi, đó là tuổi Bính Thìn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Hãy căn cứ vào những tháng sanh để hiểu biết cuộc đời còn có thay đổi về vấn đề này nữa hay không. Gia đạo, công danh, phần công danh tuổi nhỏ không được sáng tỏ, khi trên 30 tuổi mới có cơ hội phát triển về công danh, nhưng cũng chỉ ở vào mức độ tầm thường mà thôi, không lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Gia đạo có nhiều rối rắm từ lúc khi có vợ con, việc rối rắm kéo dài nhiều năm tháng và vừa yên tĩnh từ lúc 36 tuổi trở đi, gia đạo hiện tại trở đi thuận hòa, con cái có cơ hội phát đại. Về phần sự nghiệp thì vững chắc rồi, không có những đổ dở hay kiệt quệ tài chính như ngày xưa, tiền bạc điều hòa và có thể thâu nhiều thắng lợi trong những ngày ở tuổi trung vận. Từ tuổi 40 trở đi có gặp nhiều may mắn về tiền bạc và từ 52 trở đi thì sự nghiệp, tiền bạc bền vững cho suốt cuộc đời. Tuổi hợp cho làm ăn, muốn làm ăn được phát triển mau chóng và không mang lấy những thất bại não nề. Tuổi Bính Thìn phải lựa những tuổi hợp cho sự làm ăn với mình mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ về tiền bạc. Những tuổi đó là những tuổi rất hợp với tuổi Bính Thìn trong mọi khía cạnh của cuộc đời, như các tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Ba tuổi này rất hợp với tuổi Bính Thìn trong mọi công việc làm ăn, phát triển cơ nghiệp và gây dựng sự nghiệp. Lựa chọn vợ chồng. Trong việc lựa chọn vợ chồng muốn có nhân tuổi hợp, tuổi Bính Thìn có nhân tuổi kết duyên rất hợp và khi kết duyên sẽ có nhiều thuận hòa. Êm ấm, chẳng những êm ấm thuận hòa mà con có thể giúp cho tuổi Bính Thìn làm ăn mau phát đạt, đó là các tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý, Ất Mão. Những tuổi trên đây bạn có thể kết duyên có nhiều sự phát đạt và có thể thúc đẩy cuộc đời bạn lên cao. Kết duyên với những tuổi trên, gia đạo được thuận hòa, con cái thuận thảo và có nhiều phúc đức làm nên sự nghiệp mau chóng. Về công danh cũng được sự êm ấm và mau lên cao hơn, tạo đủ điều kiện đưa cuộc sống vào con đường vinh quang của cuộc đời. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên, mà không hợp về đường tài lộc và công danh, đó là các tuổi Canh Thân, Giáp Dần, Mậu Thân, Đinh Mão. Tuổi Bính Thìn nếu gặp những tuổi này thì công việc làm ăn rất khó khăn, không tạo được cơ hội phát triển sự nghiệp, có thể không đem lại cho cuộc đời nhiều may mắn trong cuộc sống như các tuổi Bính Thìn đồng tuổi, Nhâm Tuất. Hai tuổi này không hợp về đường tình duyên cũng như về đường tài lộc công danh. Có những năm mà bạn rất đại kỵ cưới vợ, chẳng những không thành mà còn làm cho cuộc đời bạn có nhiều rắc rối, không đem lại cho cuộc sống một thành công dễ dàng và hay mang lấy những thất bại cho cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 21, 24, 30, 33, 36 và 42 tuổi. Nếu bạn đã cưới vợ vào những năm này thì khó mà thành công được trong cuộc đời. Nếu bạn sanh vào những tháng này, số bạn có nhiều vợ hay ít ra cũng nhiều đau khổ vì đàn bà. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Sanh nhầm những tháng này bạn thế nào cũng có nhiều vợ vậy. Những tuổi đại kỵ, những năm mà tuổi Bính Thìn ở vào tuổi này không nên cưới vợ vì chẳng những hao tổn tiền bạc mà việc lương duyên cũng không thành công. Cuộc sống xảy ra nhiều buồn phiền và lo lắng không ít cho cuộc đời bạn, đó là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời. Nếu kết duyên hay làm ăn với những tuổi này sẽ xảy ra nhiều trắc trở trong cuộc đời như tù tội, tuyệt mạng hay thường xảy ra cảnh biệt ly đau xót vô cùng. Đó là các tuổi Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Mùi, Quý Sửu. Những tuổi này rất đại kỵ hiệp hôn hay hợp tác làm ăn, tuổi Bính Thìn nên tránh là tốt hơn. Gặp tuổi kỵ trong sự làm ăn thì cúng kiến trời Phật, gặp tuổi kỵ trong gia đình thì xem sao hạn mà cúng mỗi năm, tùy theo nặng nhẹ, cúng luôn cho cả hai tuổi trong gia đình. Những năm khó khăn nhất, tuổi Bính Thìn có những năm khó khăn nhất cho cuộc đời, có nhiều phiền lụy và nhiều chuyện khổ tâm nhất là những năm mà tuổi Bính Thìn ở vào số tuổi 29, 31, 43, 47 và 53 tuổi. Những năm này bạn nên cẩn thận và phải dè dặt thận trọng trong tất cả mọi vấn đề, nếu không bạn sẽ có nhiều đổ dở trong cuộc đời và sự nghiệp. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Bính Thìn, ngày giờ hợp nhất trong suốt cuộc đời, đó là những giờ chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành, đi xa hay làm ăn mà xuất hành trong những ngày, giờ và tháng trên, tuổi Bính Thìn cũng gặp nhiều thắng lợi về tiền bạc và rất may mắn về cuộc đời. Vậy nếu cần đạt được những thắng lợi dễ dàng cho cuộc sống thì nên căn cứ vào những ngày giờ và tháng nói trên mà thực hành thì chắc chắn sẽ không bị thất bại. Năm 2024 đã đến với tuổi Bính Thìn như một hành trình đầy thách thức, mang theo những biến động mà có lẽ quý vị chưa từng nghĩ đến. Trên con đường sự nghiệp,
quý vị có thể cảm thấy như đang đi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng gió khi công việc trở nên không ổn định với những thay đổi bất ngờ. Có thể là sự chuyển giao vị trí hay những yêu cầu khắt khe từ cấp trên khiến quý vị phải đối mặt với áp lực và sự căng thẳng. Bên cạnh đó, áp lực tài chính cũng là một vấn đề không nhỏ khi những khoản chi tiêu có thể tăng lên đột biến. Quý vị có thể cảm thấy lo lắng và căng thẳng về việc cân đối ngân sách hàng tháng khi những chi phí bất ngờ liên tục xuất hiện và đe dọa đến sự ổn định tài chính của mình. Đồng thời, sức khỏe cũng là một thử thách lớn mà quý vị phải đối mặt. Có thể quý vị đã trải qua những cơn ốm vặt hoặc cảm thấy kiệt sức vì khối lượng công việc quá tải. Thế nhưng, chính bản tính kiên cường và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị đã giúp vượt qua những khó khăn này. Dù sóng gió có dây quanh, nhưng từng bước đi quý vị đã đang dần tìm lại phong độ và sức mạnh của mình. Nhìn về tương lai, từ nay đến cuối năm, tuổi Bính Thìn sẽ bắt đầu thấy sự cải thiện đáng kể, sự nghiệp và tài lộc dần khởi sắc. Những dự định mà quý vị đã ấp ủ sẽ có cơ hội để triển khai. Có thể quý vị sẽ nhận được những lời mời hợp tác hấp dẫn, hay thậm chí là một vị trí tốt hơn trong công ty hiện tại. Hãy mở lòng đón nhận những cơ hội này, vì chúng chính là bậc thang dẫn quý vị đến những thành công mới. Không chỉ vậy, gia đạo cũng sẽ trở nên ổn định, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình sẽ có cơ hội được giải quyết, giúp không khí gia đình trở nên hòa thuận và ấm áp hơn. Cuối năm 2024 sẽ hứa hẹn một cái Tết trọn vẹn và viên mãn cho quý vị khi gia đình cùng nhau đoàn tụ, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ và quý giá. Hãy chuẩn bị cho một hành trình thú vị phía trước. Năm 2025 sẽ mang đến cho quý vị nhiều cơ hội mới mẻ và với sự kiên nhẫn cùng quyết tâm, quý vị hoàn toàn có thể vượt qua mọi thử thách để đạt được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi khó khăn đều là một cơ hội để quý vị phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, khi những ngày cuối năm 2024 gần kề, tuổi Bính Thìn sẽ đứng trước một khung cảnh rực rỡ, đầy hứa hẹn để bứt phá trong sự nghiệp. Đây không chỉ đơn thuần là thời điểm chuyển giao, mà còn là giai đoạn vàng cho những ai dám mơ ước và nỗ lực. Những cơ hội mới sẽ xuất hiện như những ánh sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, và quý vị sẽ có cơ hội để nắm bắt chúng. Trong những tháng này, quý vị sẽ không đơn độc trong hành trình của mình. Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực công việc có thể là những cấp trên, đồng nghiệp đáng tin cậy, hoặc thậm chí là những người bạn mới gặp sẽ là nguồn động lực quý giá, hỗ trợ quý vị vượt qua những thách thức. Họ sẽ mở ra những cánh cửa mới, tạo điều kiện cho quý vị khám phá các lĩnh vực chưa từng nghĩ tới trước đây. Đây chính là thời điểm mà sự kết nối và hợp tác sẽ mang lại lợi ích to lớn, giúp quý vị tiến gần hơn tới những mục tiêu lớn trong sự nghiệp. Hãy sẵn sàng đón nhận những cơ hội công việc hoặc hợp đồng lớn đang chờ đón. Đây sẽ là những bước ngoặt quan trọng trong hành trình sự nghiệp của quý vị, đánh dấu những thành công mà quý vị đã phấn đấu để đạt được. Có thể quý vị sẽ nhận được một đề nghị hấp dẫn, hoặc một dự án lớn sẽ được giao cho quý vị, tạo ra cơ hội để thể hiện bản thân và khẳng định giá trị của mình. Những tháng cuối năm 2024 sẽ không chỉ là thời gian để quý vị làm việc, mà còn là cơ hội để quý vị thể hiện sự sáng tạo và khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin và mạnh mẽ, vì những thử thách mà quý vị phải đối mặt chỉ là bước đệm giúp quý vị vươn tới thành công lớn hơn. Hãy nắm bắt từng khoảnh khắc và biến nó thành một phần không thể thiếu trong hành trình xây dựng sự nghiệp của mình. Đừng ngại ước mơ lớn, vì bầu trời là giới hạn, mọi thứ đang nằm trong tầm tay và quý vị chính là người viết nên câu chuyện của chính mình. Phương diện tài lộc. Trong hành trình tài chính của tuổi Bính Thìn, những tháng cuối năm 2024 sẽ mở ra một cánh cửa mới đầy hứa hẹn. Vận may sẽ gõ cửa với quý vị, mang theo nguồn tài lộc dồi dào từ nhiều phía. Không chỉ từ công việc hiện tại, mà cả những khoản đầu tư lâu năm mà quý vị đã đặt niềm tin và tâm huyết vào, giờ đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Hãy tưởng tượng cảnh những dự án mà quý vị đã ấp ủ bấy lâu nay, giờ đây đang dần trở thành hiện thực, mang lại cho quý vị không chỉ lợi nhuận, mà còn cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy nỗ lực của mình được đền đáp. Những tháng cuối năm chính là thời điểm lý tưởng để quý vị không chỉ củng cố tài chính cá nhân, mà còn nâng tầm giá trị của mình trong lĩnh vực mà quý vị đang hoạt động. Đừng ngần ngại nắm bắt những cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng đó, có thể là công nghệ mới, thị trường bất động sản hay những sản phẩm dịch vụ độc đáo mà quý vị đang có trong tay.
Nếu quý vị đang làm chủ một doanh nghiệp, hãy mở rộng tầm nhìn và khai thác những nguồn lực mới, từ đó tạo ra những kênh thu nhập bền vững. Một trong những chìa khóa để duy trì ổn định tài chính chính là việc lập kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý. Hãy dành thời gian để theo dõi và phân tích các khoản chi, từ đó xây dựng một ngân sách hợp lý để đảm bảo rằng quý vị luôn ở trong tầm kiểm soát. Việc này không chỉ giúp quý vị tránh được những rủi ro tài chính, mà còn giúp quý vị cảm thấy tự tin hơn trong mỗi quyết định. Hãy nhớ rằng, thành công tài chính không chỉ đến từ may mắn, mà còn là sự chuẩn bị và nỗ lực. Quý vị là người tạo ra cơ hội cho chính mình, và khi quý vị tin tưởng vào bản thân, không gì là không thể đạt được. Cùng nhau bước vào một giai đoạn mới với tâm thế tự tin, quý vị sẽ thấy tài lộc đến như một phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng không ngừng nghỉ. Phương diện sức khỏe. Trong những tháng tới, sức khỏe của tuổi Giáp thì sẽ ở trong trạng thái ổn định, tạo điều kiện cho quý vị tiếp tục chinh phục những mục tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt và cảm giác thoải mái, quý vị cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng để những áp lực công việc và cuộc sống hàng ngày khiến quý vị rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức. Hãy lắng nghe cơ thể của mình và nhớ rằng các vấn đề liên quan đến tim mạch và huyết áp có thể âm thầm xảy ra nếu không được chăm sóc đúng cách. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là cần thiết, giúp quý vị phát hiện sớm và giải quyết kịp thời các vấn đề tiềm ẩn. Một cuộc hẹn với bác sĩ để thảo luận về chế độ dinh dưỡng của bạn sẽ rất có ích. Hãy chắc chắn rằng trong thực đơn hàng ngày của quý vị có sự hiện diện của những thực phẩm tốt cho tim mạch như cá hồi, hạt chia và rau xanh. Những thực phẩm này không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn giúp quý vị cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Để nâng cao sức khỏe và giảm căng thẳng, việc tập thể dục đều đặn là điều vô cùng quan trọng. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể chất, có thể là một buổi đi bộ thư giãn, những động tác yoga nhẹ nhàng, hoặc một buổi bơi lội thú vị. Những hoạt động này không chỉ giúp quý vị tăng cường sức khỏe thể chất, mà còn tạo ra một tinh thần thoải mái và vui vẻ. Nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà quý vị có. Hãy chăm sóc bản thân với sự yêu thương và chú ý, bởi khi cơ thể khỏe mạnh, tâm hồn cũng sẽ được nâng niu và hạnh phúc. Hãy biến những thói quen tốt thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình, và quý vị sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong cả sức khỏe lẫn tinh thần. Phương diện gia đạo. Gia đạo của tuổi Bính Thìn trong những tháng cuối năm 2024 sẽ ngập tràn hạnh phúc và ấm áp. Tình yêu thương giữa các thành viên sẽ trở nên bền chặt hơn bao giờ hết khi mọi người cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Đây chính là thời điểm lý tưởng để quý vị tháo gỡ những mâu thuẫn nhỏ nhặt đã từng xảy ra, biến những điều không vui thành cơ hội để thấu hiểu nhau hơn. Khi cái Tết đoàn viên đang đến gần, hãy dành thời gian để tổ chức những buổi họp mặt gia đình. Đây không chỉ là những bữa tiệc đơn thuần, mà là những dịp quý giá để tất cả mọi người quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ. Những khoảnh khắc này không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn gắn kết tình cảm giữa các thành viên, tạo nên một không khí vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị hãy cùng nhau tham gia vào các hoạt động tập thể như nấu ăn, trang trí nhà cửa cho Tết, hay đơn giản chỉ là ngồi lại với nhau thưởng thức một bữa cơm ấm cúng. Những việc làm này sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp và tăng cường mối liên kết gia đình. Hãy để những buổi gặp gỡ trở thành sân chơi cho tình yêu thương và sự thấu hiểu, nơi mà mọi người đều có thể bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không có bất kỳ rào cản nào. Hãy luôn ghi nhớ rằng hạnh phúc gia đình chính là nền tảng vững chắc cho mọi thành công trong cuộc sống. Khi gia đình hòa thuận, tâm hồn quý vị sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách bên ngoài. Một gia đình yêu thương sẽ là bến đỗ an toàn, nơi quý vị có thể trở về sau những bộn bề của cuộc sống. Hãy để tình yêu và sự gắn bó trong gia đình tỏa sáng như ánh đèn lung linh trong những ngày lễ hội, chiếu dọi con đường quý vị sẽ đi trong năm mới. Với một gia đình hòa thuận và ấm áp, mọi giấc mơ và hoài bão của quý vị sẽ dễ dàng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự bứt phá trong sự nghiệp không chỉ đến từ cơ hội, mà còn từ chính bản thân quý vị. Sự nỗ lực và quyết tâm là chìa khóa để đạt được thành công. Hãy tin tưởng vào bản thân và đón nhận mọi thách thức với tâm thế tích cực. Năm 2024 sẽ là năm mà quý vị sẽ nhìn lại với nhiều niềm vui và tự hào về những gì mình đã đạt được. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch.
Tử Vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Khi tháng 10 âm lịch đến, tuổi Bính Thìn sẽ được đón nhận một luồng gió mới, mang theo nhiều cơ hội vàng để phát triển. Đây chính là thời điểm lý tưởng để quý vị không chỉ mở rộng công việc, mà còn khám phá những ngã rẽ mới trong hành trình tài chính của mình. Những dấu hiệu cho thấy tài vận của quý vị đang khởi sắc, và nếu biết nắm bắt cơ hội, thành công lớn sẽ không còn xa vời. Tháng này mở ra trước mắt quý vị một bức tranh phong phú về các khả năng đầu tư. Hãy chăm chú lắng nghe và xem xét các cơ hội đang xuất hiện xung quanh mình, dù là trong lĩnh vực bất động sản đầy tiềm năng hay những dự án kinh doanh mới mẻ. Đây là thời điểm mà quý vị có thể tạo dựng những bước đi vững chắc cho tương lai. Hãy đừng ngại thử sức với những lĩnh vực mới, vì đó có thể là nơi mang lại cho quý vị những cơ hội tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Những lời khuyên từ những người đi trước sẽ là những ánh đèn dẫn lối cho quý vị trên con đường đầu tư. Hãy cởi mở và sẵn sàng tiếp nhận những thông tin hữu ích, vì chúng có thể giúp quý vị tránh được những sai lầm không đáng có. Bên cạnh đó, duy trì một thái độ tích cực và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cũng là yếu tố quan trọng giúp quý vị thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ. Đừng để nỗi sợ hãi hay sự do dự ngăn cản quý vị bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy dũng cảm theo đuổi những điều mới mẻ, và hãy tin rằng mỗi rủi ro đều mang đến những bài học quý giá. Tháng 10 không chỉ là thời điểm cho những cơ hội mới, mà còn là dịp để quý vị phát triển bản thân và khẳng định giá trị của mình. Hãy vững bước và tự tin trong những quyết định của mình, vì tháng này sẽ là khởi đầu cho một hành trình đầy hứa hẹn về tài chính và sự nghiệp. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch này sẽ mang đến cho tuổi Bính Thìn một luồng gió mới, khi quý nhân phù trợ sẽ xuất hiện, làm cho mọi công việc diễn ra một cách suôn sẻ hơn bao giờ hết. Những dự án mà quý vị đã ấp ủ sẽ bắt đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo ra những tiền đề vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ trong năm tới. Đây chính là thời điểm vàng để quý vị không chỉ khẳng định vị thế của mình, mà còn mở rộng tầm nhìn. Tháng này hứa hẹn sẽ là thời gian lý tưởng để ký kết những hợp đồng lớn hoặc thực hiện các dự định quan trọng mà quý vị đã chuẩn bị từ lâu. Đừng ngần ngại tận dụng cơ hội này để thúc đẩy sự nghiệp của mình. Hãy mạnh dạn đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong công việc, vì sự đổi mới chính là chìa khóa để tạo dấu ấn trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Sự hỗ trợ từ những người xung quanh sẽ là nguồn động lực không thể thiếu. Hãy nhớ rằng, trong hành trình chinh phục mục tiêu, việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người là điều vô cùng quan trọng. Quý vị có thể tham gia vào các buổi họp bàn quan trọng, nơi mà những ý tưởng mới sẽ được chào đón. Đây không chỉ là cơ hội để quý vị trình bày quan điểm của mình, mà còn là dịp để lắng nghe ý kiến của người khác, từ đó tạo ra sự hợp tác hiệu quả hơn. Chính trong những khoảnh khắc này, sự tự tin và quyết tâm của quý vị sẽ tỏa sáng. Hãy sẵn sàng đón nhận những thách thức, bởi chúng không chỉ giúp quý vị phát triển, mà còn tạo dựng được sự tin tưởng từ phía đồng nghiệp và cấp trên. Hãy để tháng 11 âm lịch trở thành một bước ngoặt đáng nhớ, mở ra những cơ hội mới và khẳng định vị trí của quý vị trong công việc. Trong từng ngày của tháng này, hãy để lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo dẫn lối, và quý vị sẽ thấy rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tiến bước với niềm tin và hy vọng, vì những điều tốt đẹp đang chờ đón quý vị ở phía trước. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm, mang đến một không khí tươi vui và tràn đầy hy vọng. Đây là thời điểm mà mọi sự nỗ lực, cố gắng trong suốt một năm dài sẽ được đền đáp xứng đáng, tạo nên những cảm xúc ấm áp và hạnh phúc trong lòng mỗi người. Gia đình sẽ trở thành tổ ấm, nơi tình yêu thương và sự hòa thuận ngập tràn, tạo điều kiện cho tuổi Bính Thìn tận hưởng một mùa Tết viên mãn và an lành. Trong không khí tưng bừng của những ngày cuối năm, hãy dành thời gian quý báu cho những người thân yêu của mình. Đây không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội để quý vị tạo dựng những kỷ niệm đẹp. Hãy cùng nhau tổ chức các hoạt động vui vẻ và ý nghĩa, từ những bữa tiệc sum vầy cho đến việc cùng nhau làm bánh chưng hay trang trí nhà cửa đón Tết. Những hoạt động này không chỉ làm tăng thêm không khí lễ hội, mà còn giúp gắn kết tình cảm gia đình, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ mà mỗi thành viên sẽ trân trọng. Hãy để những buổi quây quần bên nhau trở thành những khoảnh khắc thiêng liêng, nơi mà mọi người chia sẻ những câu chuyện, những tiếng cười và cả những ước mơ cho một năm mới. Mỗi nụ cười, mỗi cái ôm sẽ là những món quà quý giá giúp quý vị cảm nhận được giá trị của gia đình và là nguồn động lực mạnh mẽ cho những hành trình phía trước.
Trong tháng 12 này, hãy để lòng biết ơn và yêu thương tràn ngập trong tâm hồn, để khi năm mới đến, quý vị sẽ bước vào một chặng đường mới với tâm thế vững vàng và tràn đầy năng lượng. Tháng 12 không chỉ đơn thuần là một tháng trong năm, mà còn là giai điệu tuyệt đẹp của cuộc sống, nhắc nhở quý vị về sự quý giá của từng khoảnh khắc bên gia đình. Hãy mở lòng chào đón mùa Tết với tất cả niềm vui, hy vọng và tình yêu thương, bởi vì khi gia đình hòa thuận, mọi điều tốt đẹp sẽ đến, một năm mới an khang, thịnh vượng đang chờ đón quý vị. Và tháng 12 chính là thời điểm tuyệt vời để khởi đầu mọi điều tốt đẹp. Chúc quý vị luôn giữ được tinh thần lạc quan và sẵn sàng cho những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm tới. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Để hóa giải vận hạn cuối năm 2024, tuổi Bính Thìn cần chú ý đến việc tích đức và làm việc thiện. Đây là một phần quan trọng trong việc tạo dựng nghiệp tốt và nâng cao vận may cho bản thân. Quý vị nên thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện, như quyên góp cho những người khó khăn, tham gia các chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi hoặc người già neo đơn. Những hành động này không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp tâm hồn quý vị thanh thản, từ đó thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống của mình. Ngoài ra, quý vị nên chú ý đến việc cúng bái trong các ngày lễ lớn. Hãy dành thời gian để thực hiện các nghi lễ cúng bái tại gia đình. Mời gọi các thành viên cùng tham gia. Việc này không chỉ mang lại sự yên bình cho gia đình mà còn giúp tạo dựng mối liên kết với các bậc thần linh. Trong các buổi lễ, quý vị có thể thắp hương, dâng hoa và cầu nguyện cho sức khỏe, hạnh phúc cũng như sự bình an trong cuộc sống. Một gợi ý khác là quý vị nên thực hiện các hành động tốt như giúp đỡ hàng xóm hoặc những người xung quanh, một việc làm đơn giản như giúp đỡ một cụ già qua đường hoặc chia sẻ thức ăn với những người cần cũng đủ để tạo nên nghiệp tốt và thu hút may mắn. Hãy nhớ rằng những việc nhỏ nhặt cũng mang lại ý nghĩa lớn lao và sẽ giúp quý vị hóa giải hạn trong cuộc sống. Hãy xem xét việc tổ chức các hoạt động cộng đồng như dọn dẹp khu phố, tham gia các sự kiện thiện nguyện hoặc kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Những hoạt động này không chỉ giúp quý vị cải thiện vận khí mà còn gắn kết mối quan hệ với hàng xóm và cộng đồng xung quanh. Cuối cùng, hãy duy trì tâm hồn tích cực và luôn giữ lòng tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Sự lạc quan và lòng tốt sẽ là chiếc chìa khóa giúp quý vị vượt qua mọi thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Hãy tin rằng, với những nỗ lực và hành động tích cực của mình, quý vị sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn và có một kết thúc năm 2024 thật viên mãn. Lời dạy về chữ nhẫn để thành công. Trong cuộc sống, có một chân lý cổ xưa mà nhiều người đã khẳng định, chữ nhẫn là vàng, đối với những người tuổi Bính Thìn. Chữ nhẫn không chỉ đơn thuần là một từ ngữ, mà còn là một chìa khóa vạn năng dẫn đến thành công và bình an. Trên con đường đời, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn, những thử thách và khó khăn sẽ luôn hiện hữu, như những cơn sóng dồn dập trong đại dương, nhưng với sức mạnh của chữ nhẫn, quý vị có thể đứng vững trước bão tố, chịu đựng và vượt qua mọi thử thách. Nhẫn không chỉ đơn thuần là việc nhẫn nhịn trong những mâu thuẫn hay căng thẳng, mà còn là sự kiên trì và bền bỉ trong công việc. Tuổi Bính Thìn có thể sẽ phải đối mặt với những thử thách không dễ dàng, nhưng nếu biết giữ vững sự kiên nhẫn, quý vị sẽ biến những trở ngại thành những cơ hội quý giá. Hãy nhớ rằng, những khó khăn mà quý vị đang gặp không phải là điểm dừng, mà là những bài học quý báu giúp quý vị trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Người biết nhẫn nại không chỉ có khả năng tránh được xung đột, mà còn gặt hái được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Sự nhẫn nại sẽ mang lại cho quý vị cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình, giúp quý vị đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong mọi tình huống. Trong những tháng cuối năm 2024, dù có thể sẽ gặp phải những lúc khó khăn, hãy luôn nhớ đến sức mạnh của chữ nhẫn. Hãy kiên nhẫn, đừng vội vàng, vì chính lúc này quý vị sẽ tìm ra được những giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề. Hãy đặt ra những mục tiêu dài hạn và đừng để những khó khăn trước mắt làm lung lay ý chí của mình. Chính chữ nhẫn sẽ giúp quý vị đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp, đồng thời mang lại một cuộc sống gia đình hạnh phúc và viên mãn. Quý vị sẽ có thể phải đối mặt với những tình huống khó xử trong công việc hay trong mối quan hệ cá nhân. Thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy dành thời gian để suy nghĩ và cân nhắc. Việc này không chỉ giúp quý vị giảm bớt căng thẳng, mà còn tạo điều kiện để đưa ra những quyết định sáng suốt. Hãy luôn ghi nhớ rằng, thành công lớn không đến từ sự vội vã, mà từ sự bền bỉ và kiên nhẫn. Đó chính là bài học mà các bậc tiền bối muốn truyền dạy cho tuổi Bính Thìn. Hãy giữ vững chữ nhẫn, và quý vị sẽ mở ra cánh cửa cho những điều mà mình mong muốn.
thực hành chữ nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, từ những việc nhỏ như lắng nghe ý kiến của người khác, cho đến việc đối diện với những khó khăn trong công việc, sẽ tạo ra những thay đổi tích cực không chỉ cho chính bản thân mà còn cho những người xung quanh. Trong những lúc khó khăn, chính chữ nhẫn sẽ là ánh sáng dẫn đường cho quý vị. Với tâm thế bình tĩnh và quyết tâm, quý vị sẽ xây dựng được một nền tảng vững chắc cho tương lai của mình. Hãy nhớ rằng, chữ nhẫn không chỉ là một phẩm hạnh mà còn là một chiến lược sống, giúp quý vị tạo dựng thành công bền vững trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 từ nay đến Tết 2025 hứa hẹn nhiều thay đổi tích cực, vận may sẽ đến từ sự nhẫn nại và bền bỉ, giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong sự nghiệp cũng như tài chính. Mỗi thử thách mà quý vị gặp phải không chỉ là một cản trở mà còn là cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn. Hãy tin tưởng vào bản thân và kiên định với mục tiêu của mình. Đừng quên like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để không bỏ lỡ những dự đoán thú vị trong các video tiếp theo. Mỗi lượt chia sẻ của quý vị không chỉ giúp kênh phát triển mà còn mang đến những thông tin hữu ích cho nhiều người khác. Chúng tôi luôn cập nhật những kiến thức và thông tin mới nhất về chiêm tinh và tử vi, hy vọng sẽ đồng hành cùng quý vị trên con đường khám phá bản thân và tương lai. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và luôn hạnh phúc bên gia đình. Hãy nhớ rằng, mỗi khoảnh khắc bên gia đình là những kỷ niệm quý giá và năm mới sẽ mang đến nhiều cơ hội mới để quý vị thỏa sức sáng tạo và phát triển. Chúng tôi rất mong muốn nhận được ý kiến và phản hồi từ quý vị. Hãy để lại những câu hỏi hoặc chủ đề mà quý vị muốn tìm hiểu trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.